Nén nó đi. Để im một chỗ. Nói chuyện với mọi người đi. Ta không nhìn ta mập quá. Ôi chứ mặt mi bé quá, mi quá đây nằm mi cầm mi. Hello mi cầm mi chi mồm. Cầm mồi tay bằng tất cầm. Hello mọi người. Tự nhiên vì ai nhập nổ thì dầu mi khỏi nghe chi mồm nữa. Mọi người gắng nghe chứ mình cùng chẳng biết cái tư nhiên là ra cái dòng hồ quá hay cái cô gái quá hồi. Thế mình để như thế ai sẽ bị đập đi comment. Thế là kéo xích gân gân lại nhưng mà kéo lại mặt ta to quá. Đi khỏi khỏi để mặt để nữa mặt hơi đúng rồi. Đó mi đọc đi. Hello mọi người. Hello Kim Nhung. Xin chào mọi người, thì bây giờ là đảng cáo đảo chuẩn bị bước qua một cái tuổi mới, một cái tuổi 25 đẹp rạng rỡ của một đôi sinh đôi. Thì tôi muốn live stream để chia sẻ cái khoảnh khắc ngọt ngào này với mọi người à. Nói thì để cái mặt vô, nó cần để nửa mặt đi, một việc cần ai đang nói để cái mặt vô đi, để mặt nó một nửa đấy cũng được. Đây, đấy, thôi. Ôi chứ kéo ra thì không đọc được mình luôn. Đấy thức nửa mặt thôi. Ừ thế mọi đứa nửa mặt. Khổ chí một gừa. Mặt người. Bây giờ mi để cái mặt mi vô đi để ta lương theo mi. Đấy chứ được chưa. Đấy thế thân lương như mi. Ừ nhưng mà mình như mặt to tàu mặt ta to quá. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Trời ơi thả tim nhi mà ghê chưa gì ghê. Trời ơi 1.7k lên xem nhiều quá là tinh. Ôi trời mẹ ơi chụp che lại khoảng cách mấy coi đi. Mọi nhiều người coi quá chơi được à. Chú chân mẹ ơi. Chú tính... chá mẹ ơi cuộc đời chứ bây giờ là chim. Đấy dưa nó là bấm cho cái cảm ấy ra rồi chụp được ngay. Chụp coi chụp cái mặt lại lại coi. Ôi trời ơi con nhà ai mà đẹp chi mô gửa. Ôi trời ơi tình đông người quá. Coi chừng phát điên người ta. Chơi chết. Xin chào mọi người, happy new year, oh lord, happy birthday to me. Ừ, nó cái giọng này mệt quá. Chú chá mẹ ơi, 2k1, 2k2 luôn rồi. Trong cái khoảng khắc cao đâu, bước qua cái tuổi 25 này là mình cảm thấy vui quá mọi người ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời lại chiếm được 2k được xem trực tuyến mọi người ơi. Bước qua cái tuổi 25 cuộc đời, lần đầu tiên hai chị em mà có được một cái sinh nhật ra hồn ra gì. Chị em chúng tôi 20 năm cuộc đời mới được một cái sinh nhật. Nói tâm bay rồi, năm 24 năm chuẩn bị qua năm 25 rồi. Thì bây giờ là năm 25 rồi, chuẩn bị cao đâu tới năm 25 tuổi rồi. Ok luôn. Xin nói chào tất cả mọi người. Chật trói cái dòng mố đưa nó nhập cho người. Bây giờ uống cái gì cho tình lại coi. Nói chứ đông quá nói chuyện bình thường lại. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2021. Và chuẩn bị bước sang năm mới 2015. Bước sang tuổi mới 2021. 2021 đã bước qua rồi nhưng mình sắp bước qua tuổi mới. Nhưng mà chưa có Tết Nguyên Tiêu. Ok luôn. Là chưa có được tính, vẫn còn năm cũ. Ok luôn. Thì chỉ còn vài phút nữa thôi thì sẽ bước sang một tuổi mới là tuổi 25 của chị em chúng mình. Thì chị em chúng mình muốn live stream để chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này với mọi người. Lần đầu tiên nói giọng kia quen và nói giọng này khó nghe quá. Thì thì bây giờ năm mới đầu tiên thì tuổi mới đầu tiên thì năm anh xin chúc cho năm em tuổi mới thật là nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta mới có thể là làm được tất cả mọi việc tốt hơn. Và năm 25 tuổi thì năm em sẽ gặt hái được nhiều thành công và đặc biệt là tình yêu viên mãn hơn. Trời, thiếu cái bánh kem ở đây ha. Lấy trái du xưa cầm cái nến vô làm cái bánh kem luôn. Thôi bây giờ cần chi bánh kem, du xưa là cuộc đời chính là làm du em rồi.
Bây giờ chụp sinh nhật tôi đi, chúng ta cùng bè đôi kèm dù chưa ra happy birthday. Coi như đây là cái bằng chứng sống cho cái tuổi mới hai. Nhiều người coi quán nói giọng này bị chối. Coi như đây là cái bằng chứng sống để chứng minh cho... Sao nói giọng nào quá đó. 3,2k rồi tỉnh tạo lại. Dạ thưa mọi người, xem như trái vú sữa này là bằng chứng sống cho tình cảm chị em chúng tôi năm mấy hai... nay rạn nứt. Có rạn nứt đâu, chị còn chụp chơi chơi nhà nhà. Chụp chơi chơi nhà nhà bò tới đi mịt đi mù. Thì xem như bánh sinh nhật thì cũng ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào đến từ vú sữa sẽ còn đậm đà hơn. Nên chị em chúng mình quyết định là mừng tuổi mới với trái vú sữa này. Chúc sinh nhật tôi đi rồi tôi chia đôi trái vú sữa mình cùng ăn. Đưa đây, trời, trái vú sữa là của tôi mà. Mấy cái game này là tôi trả tiền mà. Đây để tôi chúc mừng sinh nhật bạn chứ đang qua ăn đó. Giọng khác à. Nước mắt cả tả tơi vậy. Diễn nha. Chị ơi. Hay ghê quá. Một nẹt viên không hề già trứng. Làm chi rồi ơi. Tôi cứ dùng lên làm cạch nó lại kêu dạ cái mi à chích vô đi cho bờ cái táo tôi coi rồi. Uống miếng nước cho tỉnh táo nè. Uống miếng nước cho tỉnh, nói cái giọng cho đàng hoàng. Xin chào mọi người. Xin chào. Bạn tặng tôi chạy vũ sữa. Tôi bạn tặng chạy chuối. Thôi cũng được, chạy đâu cũng ngọt nhau. Quay cái mặt tôi đi. Năm mười hay nhìn thù biểu. Người xuống đây, okay. Ánh sáng mới đẹp. Đấy. Năm mười 2021. Xin trân trọng tặng anh chị một trái chuối. Mong năm năm mới có được nhiều may mắn giống như trái chuối nè, cũng như là tìm được một người yêu thật là lý tưởng. Tôi không nhận trái chuối, tôi nhận trái thanh long. Tôi không chịu, tôi thích trái thanh long hơn là trái chuối. Tôi tặng chị trái thanh long cho cuộc đời bớt long bông. Tôi cảm thấy trái thanh long này là món quà lý tưởng mà tôi... 3K1 có nổi chiên tình tạo lại. 3K1 rồi. Cảm ơn nam em vì món quà hết sức là xúc động này. Khóc đi. Nam anh sẽ đem trái thanh long này đem phơi nắng để cho nó khô lại. Và ép nó lại trong quyển vở để có thể giữ gìn nó lâu hơn. Mỗi lần mà nhớ tới năm 25 tuổi lại mở trái thanh long nhớ xem. 3K1 cái nó chiên bình tình lại. Ôi có lặn hoa vô xem kia. Lặn hoa đâu, lặn hoa đâu. Ôi trời, chị Trần Nam Thứ hai đứa khung quá ha ha. Ôi trời, xin lỗi mọi người nhé. Thôi bây giờ em tặng em chạy cam cho em bớt bớt gì vậy, ghi giùm coi. Bớt ham. Bớt ham gì? Lặn hoa. Thôi bỏ đi, chạy cam không vô. Chạy cam chạy vũ xưa né tới bàn tặng tôi đi. Đây tôi cầm chỗ đây, bỏ tới bàn cầm đi. Giận con xin lỗi mọi người. Bấm lộn. Thì nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 này thì Nam Anh không có món quà gì quý giá hơn là trái vú sữa. Thì mong rằng năm 25 tuổi Nam em ngọt ngào như trái vú sữa này, viên mãn hơn, thành công hơn và đặc biệt là thật là nhiều sức khỏe. Chúc mừng sinh nhật Nam em. Khóc. Xúc động. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi được chi đi đang mong quà sinh nhật 25 tuổi dài dù sữa. Nước mắt cả xấu trời. Mẹ cầm đi bà. Ngồi cầm quà tôi ra đi. Cầm. Thật ra thì người ta nói đó là quan trọng là tấm lòng thôi. Nên là thành ra lần đầu tiên mà hai chị em sau những biến cố thì ngày hôm nay mình mới có dịp để
cùng nhau chúc mừng sinh khoan, nhật. Khoan, để tôi chỉnh cái nhạc điệp điệp chút. Mật khẩu. Lấy. Xin chào mọi người. Bạn nội đi, tôi chỉnh chinh nhạc cho bạn điệp nữa. Ừ. Thì sau những khoảng thời gian mà khá là nhiều sự kiện xảy ra thì ngày hôm nay có lẽ là khoảng thời gian rất là lâu rồi mà Nam Anh với Nam Em có thể là ngồi chung với nhau để mà nói chuyện cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Thì thật sự luôn là nãy giờ là giỡn thôi, nhưng mà thật ra là thiệt, lần đầu tiên mà nhận quà sinh nhật tuy là vậy thôi nhưng mà nó rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm áp. Và hy vọng rằng năm 2021 tất cả mọi người chúng ta sẽ có một năm mới tốt đẹp hơn, và mình sẽ thực hiện được nhiều cái ý định còn dở dang ở năm 2020. Và đặc biệt là chị em chúng mình sẽ cống hiến nhiều hơn cho khán giả, phục vụ nhiều hơn cho khán giả, đặc biệt là sẽ giữ lời hứa là luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu mọi người, để kiểm soát bản thân mình, để có thể là chúng ta cùng chung nhịp đạp. Năm em nhỉ? Để tới tôi. Mai tôi giờ tôi chào mọi người các. Xin lỗi cô chú đang coi livestream này nãy giờ, con vui quá nên con quên là trong livestream có nhiều người lớn hơn con. Con cảm ơn cô chú trong thời gian vừa qua đã động viên cũng như là ủng hộ con, bởi vì con là một đứa trẻ cũng có rất là nhiều sai sót trong cuộc sống, nhưng mà cô chú lúc nào cũng luôn lắng nghe và lúc nào cũng gửi cho con những cái tâm thư rất là dài, và con đã đọc hết rồi nha mọi người, con không có bỏ sót cái nào đâu. Thì cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và trong cái thời điểm mà con khó khăn nhất thì con được nhận rất là nhiều cái sự giúp đỡ của tất cả các cô chú từ khắp đất nước cho tới xuyên lục địa. Cô chú gửi tiền về để mà cho con vượt qua cái giai đoạn mà dịch khó khăn nhất. Thì con cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Nói chung là có được một năm em bây giờ là cũng là nhờ tất cả mọi người đã support thì em mới được như thế này, chứ không phải tự nhiên. Rồi em cũng không biết nói gì. Thì năm mới 2021 thì em chỉ mong là em đủ khỏe mạnh để quay lại đấu trường nhan sắc quốc tế, để có thể làm được một cái điều gì đó ý nghĩa cho đất nước, cũng như là cho tất cả những người mà đang yêu mến con. Và cảm ơn các bạn trẻ đã ngày đêm nhắn tin cà khịa để mà cho năm em vui mỗi ngày. Thì cái sự cà khịa của các bạn chính là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nam em nha. Cho nên rất thích cà khịa. Không có giận, mọi người cứ việc cà khịa vui vẻ, không gạo, y kê. Nói gì nữa không? Làm gì khóc bà nội, ai làm gì khóc? Không, xúc động một chút thôi. Ai làm gì xúc động? Ê, có lẳng qua vô coi hả? Không biết nghe đồn nha. Đâu lẳng qua đâu. Không biết. Ê, thử gọi cho lẳng qua không? Thôi, nói chứ là chắc hai đứa hát một bài chúc mừng sinh nhật. Sau đó là hai chị em sẽ có một buổi tiệc thân mật với nhau nha. Cầm đi. Tôi bắt bài hát Happy Birthday. Mọi người hát theo mọi người hát theo mình nha. Hey. Mình cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật nha mọi người. Happy birthday to me. Happy birthday.
tích cực rồi à, okay. Tích cực, phải luôn luôn tích cực. Rồi làm lại một cái nữa cho nó tinh thần nào mọi người ơi. Nó vui vẻ lên nè, vui vẻ. Mọi người ơi, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ôi sao kỳ vậy, chắc là ngồi lên rồi. Thôi được rồi, chắc là mình ngưng dẻo đi. Chắc là phải tạm biệt mọi người thôi, tại vì chị em chúng mình chuẩn bị có một buổi tiệc thân mật với nhau, cho nên là hẹn mọi người ở livestream tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật cho hai chị em. Còn nữa là còn rất là nhiều món quà sinh nhật mà gửi về nhà mà má Tám đã nhận nữa, thì rất là cảm ơn mọi người. À, sẽ có một buổi livestream mình sẽ khui quà của tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi năm em và động viên năm em trong khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn, bye bye. Cảm ơn. Thục cái đâu vậy, bên nào rồi? Cái gì? Bye bye. Tắt đi. Tắt đâu? Mò đi.